Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh youtube CCTV Vlog Kênh mới nhất của Hoàng Dôn Trang Trang TV Mong rằng các bác ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like video, nhấn nút thông báo Cảm ơn các bác rất là nhiều Trở lại video clip ngày hôm nay Như các bác có thể nhìn thấy ở ngay đoạn đầu Thì đó là hình ảnh một vị doanh nhân Mà trước đây cái thời còn trẻ thì tôi rất là ngưỡng mộ anh tên là Dương Công Minh hay còn gọi là Minh xoài. Hôm nay tôi xin chia sẻ với các bác một cái thông tin có thể nói rằng là mới nhất và có thể nói rằng là gây chấn động. Bởi vì ngày mùng 1 tháng 4 xin thưa với các bác rất là thú vị, khi đó là ngày mùng 1 tháng 4 thì trên Facebook của anh Đặng Tất Thắng thì cũng đã chia sẻ một cái thông tin mà tôi cho rằng đó không phải là cái ngày mà chúng ta nói dối. Tất nhiên là ngày nói dối thì người ta có thể nói nhiều thứ nhưng nó không phải được ảnh hưởng tới ai. Và pháp luật thì cũng chả có cái ngày nào là cái ngày mà gọi rằng là miễn cho người ta cái tội mà tung tin giả hay tin fake cả. Trên cái Facebook tích thanh của mình thì anh Đặng Tất Thắng là cái người mà mà có thể nói rằng là tổng giám đốc của hãng hàng không Bamboo trước đây. Anh đã đưa ra một cái thông tin có thể nói là rất là chấn động. Đó chính là việc mà ông Dương Công Minh, tức là Minh Xoài, thì đã bị cấm xuất cảnh vì cấm xuất cảnh và từ ngày mùng 1 tháng 4 và cái thông tin cụ thể hơn thì anh đưa ra thì đó chính là cái việc mà ông Dương Công Minh là liên quan tới bà Trương Mỹ Lan trong cái vụ mà có thể nói là giai đoạn 2 của cái vụ án và giai đoạn 2 thì các bác có thể thấy đó là vân quan đến lừa đảo rồi là rửa tiền và cái số tiền mà anh đã tất tháng đưa ra thì nó rất là khủng khiếp nó hơn 100 hơn 100 ngàn tỷ khoảng 108 ngàn tỷ đó là con số thật sự rất là kinh hoàng. Và hơn 14 triệu đô la Mỹ, gần 15 triệu đô la Mỹ, được khoảng tầm 14,7 triệu gì đấy. Đó là con số thông tin có thể nói nếu mà ngắn gọn tôi xin chia sẻ có như vậy. Thế nhưng mà chắc chắn nhiều bác thì muốn rõ ràng hơn về ông Dương Công Minh. Thì tôi chỉ xin chia sẻ với bác thế này. Đây là hồi tôi còn trẻ thì tôi rất là thần tượng ông Dương Công Minh. Khi mà mình vẫn còn chưa trải cái sự đời hiểu cái sự đời thì ông dương công minh là một trong những người mà mình thấy rằng là giàu có rồi bản lĩnh rồi vân vân về đấy cho nên là tôi rất là à, thần tượng kiểu kiểu thế nghĩa là mình có một gì điểm với cảm xúc thế thì ông có những câu nói để đời và tôi cho rằng là khá là trung thực đã. một trong những câu nói mà ông đã nói như thế này à, tôi à, hoàn toàn có thể lạc quan nhưng mà Cuối cùng là không thể làm được. Thế thì trong buổi chia sẻ. Tại sao là lại câu đó. Thì ông ấy nói như thế này. Ông là cái người mà. Ông là sinh năm 1960. Và sau này là học tại cái trường. À, kinh tế gì đó. Mà tiền thân là cái trường kinh tế quốc dân của tôi bây giờ. Thì ông tốt nghiệp rất là chính quy. Nghe đại học chính quy luôn. Thế sau đó thì ông. À, sau đó thì ông Dương Công Minh là. Đi nghĩa vụ quân sự. Và sau đó thì làm tại. À, bộ Quốc phòng. Của công ty của bộ quốc phòng thì sau này nghĩa là ông hoàn toàn có thể là đủ bản lĩnh để mà làm quan và ông nói thẳng rằng là các yếu tố ví dụ như tại đó thì ông có cả người đỡ đầu nữa, cả người đỡ đầu nữa. thế nhưng mà cuộc đời thì biết được sao được? ông yêu một cái người phụ nữ và người con gái đó thì lại là con của chế độ cũ. chính vì là con của chế độ cũ cho nên nếu như ông cưới người này, yêu người này cưới người này thì sẽ rất khó trên con đường thăng tiến. Và lúc này thì ông đứng ra hai cái sự lựa chọn. Một là vì tình yêu. Hai là vì sự nghiệp. Và cuối cùng thì ông Dương Công Bình. ông chia sẻ rằng là ông chọn cách là làm giàu. Thì ông nói rằng là người Việt Nam á, thì thường thường là thích làm quan. Thích làm quan trước. Khi không thể làm quan thì mới làm giàu. Thế thì ông đành phải chọn cái rằng là làm giàu. Bởi vì là ông không không thể làm quan được. Ông có điều kiện cần nhưng mà không hội tụ được cái điều kiện đủ cho nên rằng là bởi vì tình yêu, cho nên là ông quyết định là chọn làm giàu và từ đó thì ông đi buôn bán và ông đi buôn bán thì chủ yếu là các mặt hàng hoa quả vân vân thì ông cũng kiếm được một khoản tiền rất lớn cho tới một ngày thì ông gọi rằng là buôn bán là chúng ta gọi rằng là rất nhiều những món xoài ở Trung Quốc ấy. thì gọi là buôn buôn xoài thế thì một lần buôn xoài thì ông là bị lỗ nặng thì khi mà ông bị lỗ nặng như vậy và ông phải trả nợ thì ông bắt buộc ông phải bán cái căn nhà là khoảng 1.000 mét vuông của mình để mà trả nợ. Thì ông bảo một cái câu thế này, để làm các thủ tục á, thì ông bán cái nhà đó là với giá là 350 triệu. Nhưng để mà hợp thức hóa giấy tờ rồi với cả thứ khác nữa thì ông mất là 50 triệu. 50 triệu, hoặc 30 triệu vân vân gì đấy. Thế thì ông quyết định rằng là ông không có đi nhờ vả để làm cái giấy tờ. Mà ông tự mình Ông đi làm với giấy tờ Và cuối cùng là cái chi phí là chỉ mất có 3 triệu thôi Và đó là năm 1989 Khi ông nhận thấy rằng là cái thị trường nhà đất như vậy Thì có giá rẻ bằng 1 phần 10 như vậy Thì ông bắt đầu ông chuyển dịch cái công ty của mình Là sang lĩnh vực là nhà đất hay còn gọi là bất động sản Và là một trong những cái công ty đầu tiên Làm về cái lĩnh vực này Của thành phố Hồ Chí Minh Và từ đó thì ông làm giàu rất nhanh À, đấy là cái câu chuyện về những cái giai thoại Bởi vì nhiều khi ông có những cái câu nói chia sẻ rất là chân thật Ví dụ như ông bảo rằng là Nhiều khi hái miệng chờ sung Nhưng mà cũng phải đi tới gốc cây sung thì mới chờ được Tức là mình phải bỏ công ra mình đứng ở cái gốc cây sung Chứ mình ra chợ thì đâu có phải rằng là quả sung nó rơi vào mồm mình được đâu Nó rất là đơn giản như thế Hay ông nói rằng là cái vấn đề thành công của ông thì là thành công về thành công của ông Dương Công Minh là 30% là may mắn, Thế nhưng mà mình cũng phải có cái khả năng để mà tiếp cận và bắt, được cái may mắn đó. Chứ không phải là tự nhiên nó được. Tức là mình phải nỗ lực. Đã có lần thì ông nói rằng là công ty của tôi là không phải công ty toàn trị. Mà là công ty độc trị. Tức là mọi quyết định thì chỉ là một mình riêng công minh quyết định mà thôi. Đó. Và đặc biệt rằng là sau này thì ông đã bén duyên với cả lĩnh vực ngành ngân hàng. Vào năm 2008 thì ông đã có những cuộc thuộc vào ngân hàng biêu điện. Rồi là sau này thành một cái nó gọi rằng là Uh, Liên Việt Postbank đổi tên thành uh, Ngân hàng Liên Việt Postbank. Thì các bác có thể thấy ngân hàng Liên Việt Postbank cũng là một ngân hàng rất là nổi. Không biết bây giờ nó thuộc về Bộ Thụy hay chưa, uh, nhưng mà cơ bản thì như thế. Bởi vì ngày trước thì ông không nắm cổ phần trong ngân hàng, nhưng mà vợ của ông với cả một số người thân thì nắm cái số cổ phần tương đối lớn tại ngân hàng Liên Việt Postbank. Và đặc biệt hơn thì đến năm 2017 thì ông uh, ông bắt đầu rằng là nắm được cái ngân hàng ngân hàng Sacombank. Osacombank trước đây là của Đặng Văn Thành, sau đó chuyển đến Trầm B, rồi bây giờ là của ông Dương Công Minh. Và để nắm được cái vị trí đó thì ông đã phải từ nhiệm rất nhiều những cái công ty của mình, bao gồm một công ty xín bần, về công ty nào kia vân vân. Thế thì tất cả những cái thứ đó là chúng ta có thể thấy. À, tuy nhiên thì người ta vẫn nhìn ra nhiều những mối quan hệ rất là phức tạp và những cái dự án và thật sự rằng là người ta phải băn khoăn suy nghĩ. Đó chính là cái việc mà liên quan tới thuyết mạch cực cực huyết mạch của thành phố Hồ Chí Minh đó chính là sân bay Thế thì không hiểu bằng cách nào đó mà ông lại có được cái số đất đó và cái sân gôn Him Lam tại Tân Sơn Nhất và thật sự đó là cái điều mà kỳ lạ đã có lúc người ta định bảo rằng là thôi thì ông phải bán lại cái chỗ này bởi vì bây giờ là cái số lượng khách đến thành phố Hồ Chí Minh là đông quá và người ta cần mở rộng cái sân bay rồi vân vân và nó kia rồi trả lại rồi vân vân gì đó Thế nhưng mà cuối cùng thì các bác có thể thấy rằng là sân gôn thì vẫn còn ở đó và sân bay tân sân nhất thì cũng không thể mở rộng được và cuối cùng thì người ta phải chọn một cái dài hạn hơn là gấp rút để mà xây dựng cái sân gôn à quên gấp rút xây dựng cái sân bay long thành và bây giờ các bác thể thấy rằng là sân bay long thành thì đang được khởi công nhưng mà để đi được hoạt động thì chúng ta vẫn chưa biết khi nào đó là câu chuyện về ông dương công minh một cái người có thể nói rằng là bản lĩnh và nhiều khi thậm chí ông còn dùng một từ rằng là phải có gan tức là liều lĩnh nữa à, câu chuyện thì có lẽ rằng là còn rất dài với những cái tiết lộ thông tin từ 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 nguyên là CEO của Bamboo là anh Đặng Tất Thắng anh Đặng Tất Thắng thì cũng đã một lần là bị à, yêu cầu là xử phạt bảy à, triệu rưỡi gì đó và xin lỗi thông qua cái việc này thông qua cái việc mà trước anh nói về cái việc mà Sacombank là rất nhiều năm là chi trả cổ tức cho mọi người đó thì các bác có thể thấy cái câu chuyện đấy thế nhưng mà cũng chưa biết được thế nào hôm nay thì vui ngày mai thế nào đó tôi tôi lấy cái nguồn tin ra như vậy bởi vì nếu mà liên quan tới trương mỹ lan liên quan tới cái số tiền lên tới hơn 100 ngàn tỷ như thế và rất nhiều triệu đô la như thế thì thật sự à, rất khó rất khó đây là cái đôi điều mà chia sẻ với các bác mọi người và có lẽ chúng ta vẫn phải chờ đợi thêm thông tin đến các bác cảm ơn tất cả các bác chúc các bác một ngày tốt lành